Hòa thượng ngang tàng từ đâu lại đến đây gây rối? Không biết sái ra là ai? Ăn hai tiền trước của ta rồi nói. Anh hùng này thân thủ phi phàm, sái ta cam bái hạ phong. Không dám. Hai ta cờ trống ngang nhau, dám hỏi anh hùng họ tên là gì? Tại hạ Thú Mặt Xanh Dương. Nói về anh hùng chính là người bán đau đầu đường Đông Kinh, giết chết luôn vậy đó à?